thanh niên gốc Việt thiệt mạng sau vụ va chạm nhiều ô tô. Kẻ trộm đánh cắp 20.000 đô la từ ngôi chùa Phật giáo. Xác định danh tính người đàn ông 42 tuổi, bị bắn chết ở trung tâm Fresno. Tiến sĩ gốc Việt được bổ nhiệm làm giám đốc thư viện và bảo tàng tổng thống Ronald Reagan. Kính chào quý vị đã đến với người Việt Weekly, Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ. Sau đây là những tin tức liên quan đến người Việt ở Mỹ trong tuần. Thanh niên gốc Việt thiệt mạng sau vụ va chạm nhiều ô tô. Fresno, California, Huy Nguyên Trương, 20 tuổi, qua đời vào đêm Chủ nhật trong vụ va chạm với 5 phương tiện ở ngã tư đường. Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ tối. Nạn nhân điều khiển xe đi về hướng Nam và đã vượt đèn đỏ, dẫn đến va chạm với một xe khác tại ngã tư giữa lúc hỗn loạn sau đó chiếc xe này còn tông vào ba phương tiện khác đang dừng ở ngã tư những người ứng cứu y tế khẩn cấp đã chở huy nguyên trương đến bệnh viện gần đó nơi anh không qua khỏi vì vết thương quá nặng của mình tình trạng của các bên liên quan khác vẫn chưa rõ ràng sau khi vụ việc xảy ra cảnh sát đã tạm thời phong tỏa tuyến đường xung quanh để dọn dẹp và điều tra sơ bộ nhà chức trách đã loại trừ rượu hoặc ma túy là yếu tố gây ra vụ va chạm Người đàn ông bị bắt vì cáo buộc lạm dụng tình dục nhân viên trạm xăng. Limon, Iowa, một người đàn ông đã bị bắt sau khi các quan chức cho biết anh ta đã tấn công tình dục nhiều nạn nhân tại một trạm xăng. Cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ Terry Joseph Choi, 34 tuổi, vào thứ Sáu vì năm tội lạm dụng tình dục cấp độ 3. Văn phòng cảnh sát cho biết vụ tấn công tình dục được trình báo vào ngày 31 tháng 3 năm 2024. Các nhà điều tra đã phỏng vấn, nhiều người cho biết các nạn nhân đã bị hành hung khi đang làm việc tại trạm xăng. Terry Joseph cho có thể phải đối mặt với án tù lên tới 50 năm nếu bị kết tội. Các quan chức cho biết các cáo buộc bổ sung có thể đang chờ xử lý. Cảnh sát tin rằng không có thêm nạn nhân khác. Vụ việc vẫn đang được điều tra. Bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ án này hoặc bất kỳ ai có thể từng là nạn nhân, hãy liên hệ với văn phòng cảnh sát trưởng quận Fayette kẻ trộm đánh cắp 20.000 đô la từ ngôi chùa Phật giáo. Montgomery, Maryland, video mới cho thấy ba người đàn ông đang ăn trộm từ một ngôi chùa Phật giáo. Một nhà sư cho biết hàng ngàn đô la đã bị đánh cắp và ông tin rằng những kẻ này đã nhắm mục tiêu vào một số ngôi chùa khác trên khắp đất nước. Vụ trộm xảy ra khi có nhiều người đang chuẩn bị bữa trưa cho các nhà sư vào lúc 10 giờ sáng chủ nhật. Vào lúc 9 giờ 49 phút sáng, một người đàn ông được nhìn thấy đang bước vào bên trong ngôi chùa quát thai Washington DC để quan sát. Sau đó lúc 9 giờ 55 sáng, nghi phạm rời khỏi tòa nhà. Một phút sau anh ta quay lại cùng với hai người đàn ông khác. Nhà sư Ruan Rip Tha Em, hay còn gọi là môn dắt, cho biết những tên trộm đã lấy chiếc két sắt chứa 20.000 đô la từ phòng của ông ở tầng trên. Tôi cảm thấy rất buồn vì đó là tiền của các thành viên trong chùa quyên góp, môn dắt nói. Số tiền này được sử dụng để giúp in sách và chuẩn bị sẵn sàng cho lễ đón năm mới của người Thái vào Chủ nhật. Thường thì chúng tôi không giữ tiền mặt ở đây và tôi dự định sẽ đến ngân hàng vào thứ hai, môn giác nói. Chỉ hai tuần trước, The New Center, một nhà thờ Hồi giáo, đã bị ba người đàn ông đột nhập. Mặc dù chưa được xác nhận nhưng những người đàn ông trong những bức ảnh giám sát đó trông giống như những người đàn ông đã ăn trộm ở quát thai. Nhóm này đã đi nhiều chùa rồi, chứ không chỉ ở khu vực này. Họ đi đến rất nhiều nơi như California, Texas, Virginia, môn giác nói, ông biết điều đó nhờ nói chuyện với các tu sĩ khác trên khắp đất nước. Môn giác muốn đưa ra một thông điệp cho những tên trộm. Tôi muốn yêu cầu họ dừng việc làm này lại, vì điều họ làm là làm tổn thương người dân và khiến mọi người trải nghiệm đau khổ. Mặc dù cơ quan thực thi pháp luật không thể bắt được họ, nhưng nghiệp chướng sẽ sớm đến với họ. Nhà sư dắt cho biết giấy tờ tùy thân, thẻ tín dụng và thẻ an sinh xã hội của ông cũng bị đánh cắp. Toàn bộ vụ trộn diễn ra khoảng 15 phút. Xác định danh tính người đàn ông 42 tuổi bị bắn chết ở trung tâm Fresno. Fresno, California, người đàn ông bị bắn chết ở trung tâm Fresno hôm thứ Hai ngày 8 tháng 4 năm 2024, được xác định là Dông Vang, 42 tuổi. Cảnh sát nhận được báo cáo vào khoảng 4 giờ 20 phút chiều trên đường số 9 gần đại lộ Pai. Các nhân chứng khai với cảnh sát rằng dông vang đang đánh nhau trước khi nghe thấy tiếng súng. Cảnh sát tìm thấy ông ta với một vết đạn. Nạn nhân được đưa đến trung tâm y tế cộng đồng khu vực và qua đời. Cảnh sát chưa xác định được người này đã đánh nhau với ai. Bất cứ ai có thêm thông tin được yêu cầu liên hệ với sở cảnh sát người đàn ông không có giấy phép mát xa bị buộc tội cưỡng bức. New York, một người đàn ông đã bị bắt vào ngày 30 tháng 3 năm 2024, sau khi cảnh sát cho biết ông ta đã cung cấp dịch vụ mát xa, mặc dù không có giấy phép, và bị cáo buộc chạm vào khách hàng một cách không thích hợp. t năm mươi 54 tuổi, đã bị bắt tại Lily Spa, và bị buộc tội, ba tội lạm dụng tình dục cấp độ 3, và ba tội cưỡng bức, cùng với các vi phạm luật khác của tiểu bang New York vi phạm về cung cấp dịch vụ trị liệu xoa bóp mà không có giấy phép của tiểu bang. Vào ngày 28 tháng 3 năm 2024, lúc 3 giờ 15 phút chiều, cảnh sát nhận được khiếu nại rằng Tieli Quang đã chạm vào một cách không thích hợp vào một khách quen tại cơ sở kinh doanh. Theo cảnh sát, nạn nhân đã thuê nghi phạm làm massage tại Lily Spa trước đó cùng ngày. Trong quá trình thực hiện, Tieli Quang đã cưỡng bức chạm vào nạn nhân. Cảnh sát cho biết, cuộc điều tra sâu hơn đã phát hiện thêm hai nạn nhân cáo buộc nghi phạm đã cưỡng bức họ trong khi mát xa tại Lily Spa vào mùa thu năm 2023. Tiến sĩ gốc Việt được bổ nhiệm làm giám đốc thư viện và bảo tàng tổng thống Ronald Reagan. Washington DC, nhà lưu trữ Hoa Kỳ, tiến sĩ Colin Saugan tuyên bố bổ nhiệm tiến sĩ Janet Trần làm giám đốc mới của thư viện và bảo tàng tổng thống Ronald Reagan ở Simi Valley, California có hiệu lực từ ngày 2 tháng 6 năm 2024. Trong vai trò này, tiến sĩ Janet Trần sẽ giám sát việc lập kế hoạch, chỉ đạo và quản lý tất cả các chương trình và hoạt động tại thư viện lớn nhất và được ghé thăm nhiều nhất trong hệ thống thư viện tổng thống. Khi đưa ra thông báo, tiến sĩ Sao Gan lưu ý, thư viện của tổng thống đóng vai trò là kho lưu trữ quan trọng về lịch sử đất nước chúng ta và là điểm truy cập dễ dàng để hiểu nền dân chủ của chúng ta cũng như các quyết định hình thành nên đất nước chúng ta. Với kiến thức chuyên sâu về chính quyền Reagan, cũng như sự tập trung vào giáo dục và sự tham gia, tiến sĩ Janet Trần là một sự bổ sung thú vị cho nhóm. Dưới sự quản lý của bà, thư viện tổng thống Reagan sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và giáo dục, đảm bảo rằng những bài học trong quá khứ sẽ là nền tảng cho hành trình phía trước của chúng ta. Tiến sĩ Janet Trần gia nhập Bảo tàng và Thư viện Tổng thống Ronald Reagan từ Quỹ và Viện Tổng thống Ronald Reagan, nơi bà giữ chức vụ giám đốc Trung tâm Công dân, Giáo dục và Cơ hội. Dưới sự lãnh đạo của bà, hội nghị thượng đỉnh về giáo dục của Viện Reagan đã khai mạc nhân kỷ niệm 35 năm ngày công bố báo cáo một quốc gia gặp rủi ro, trong đó kêu gọi cải cách rộng rãi trường công. Tổ chức này tập hợp các nhà lãnh đạo liên ngành và lưỡng đảng hàng năm để xem xét và nâng cao cuộc đối thoại quốc gia về giáo dục ở Mỹ. Kính thưa quý vị, bản tin của người Việt Quickly đến đây là kết thúc, để không bỏ lỡ video mới, quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và nút chuông để lại lời bình luận về những sự việc xảy ra tại nơi mình đang sinh sống cho mọi người cùng biết. Chương trình sẽ được phát hàng tuần. Chúc quý vị có một ngày vui vẻ và bình an.